Nam Mô A Di Đà Phật. Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 23 tháng 6 năm Mậu Tuất. Đạo tràng chúng ta lại tụ tập về đây để niệm Phật, nhớ Phật, báo ơn Phật, tri ân Phật. Giờ này chúng ta lại cùng nhau học Phật. Chúng ta tiếp tục cùng nhau học quyển Tư Tưởng Tịnh Độ của Đại sư Thiền Đạo. Bữa tuần trước chúng ta đang học chương thứ nhất là đạo khó hành và đạo dễ hành. Đây là tư tưởng của Bồ Tát Long Thọ, mà Bồ Tát Long Thọ là người đời ví ngài như Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thứ hai thì hiện ở cõi trần gian này. Sau khi Bổn Sư Thích Ca nhập diệt thì Bồ Tát Long Thọ cách 700 năm Bồ Tát Long Thọ thì hiện. Bồ Tát Long Thọ tất cả các tông phái đều quy ngưỡng theo ngài. Ngài đều làm tổ của tất cả các tông phái, nhưng cuối cùng sao? Ngài tất cả hướng tâm về Cực Lạc. Cho nên ngài có một bài kệ, tức là Bồ Tát tôi cũng niệm Di Đà, đúng không ạ? Thì ngài hướng ra, ngài phân định giáo pháp thành hai, một là đạo khó hành, hai là đạo dễ hành. Tuần trước chúng ta đã học về, nói về vấn đề khó hành. Ngài ví làm sao? Ví để mà tu, để mà đạt được Bồ Tát, để mà bất thoái thôi, chứ chưa phải là đạt được đỉnh, được thành Phật đâu, chỉ đạt Bồ Tát bất thoái để không còn thoái chuyển thôi. Thì hơn chúng ta là phàm phu lâng cả được tam thiên đại thiên thế giới, có đúng không ạ? Mà muốn đạt được Bồ Tát bất thoái thì không phải là một đời, hai đời, trăm đời, nghìn đời, mà phải vạn kiếp tu hành tinh tấn, mà là phải Bồ Tát, chứ không phải là A La Hán tu đâu nhá, Bồ Tát tu đó. Thế cho nên là rất khó, khó ơi là khó, khó trong khó, cho nên ngài mới nói là rất khó. Thế thì rất khó như thế thì đối với phàm phu chúng ta thì không có phần rồi, đúng không ạ? Thế thì như vậy là để mà làm Phật thì làm có mỗi thành Phật để làm cái gì? Để độ sanh. Thế bây giờ nếu mà độ sanh mà khó như thế mà không độ được thì Cực Lạc làm gì có người về, có đúng không quý vị? Thì Cực Lạc không có người về, mà muốn Cực Lạc mà cứu được mười phương chúng sanh thì phải có cái pháp gì chứ? Thế cho nên ngài hôm nay dẫn dắt chúng ta cái pháp như vậy là dễ hành. Hôm nay chúng ta tiếp tục vào cái phần thứ hai của cái chương thứ nhất, tức là vì sao pháp môn niệm Phật lại dễ dàng. Pháp này gọi là pháp dễ dàng thì vì sao đây? Bởi vì Bồ Tát Long Thọ nói Đức Phật A Di Đà có bản nguyện như vậy. Đơn giản thế thôi. Bởi vì sao? Đây là nguyện của Phật. Phật thành Phật A Di Đà có cái bản nguyện này để cứu độ chúng ta. Cho nên cái pháp này nó là như thị, nó vốn như vậy rồi. Nghĩa là pháp vốn như vậy, pháp tự nhiên như vậy, không cần phải cố gắng tạo tác cái gì cả. Xưa nay vốn đã như thế rồi, cho nên chúng ta chỉ cần sao? Tin và nhận thôi. Cho nên chúng ta như vậy là cứ như vậy phát cái tâm tu hành nó mãnh liệt quá. Từ xưa đây, ở đâu đâu cũng phát cái tâm tu hành mãnh liệt quá, cho nên nó lại không như thị, nó lại sai cái như thị đi. Cho nên lấy cái sự tạo tác hữu vi, hữu lậu của chúng ta mà muốn vãng sanh về cái cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc là gì? Là vô vi vô lậu. Cảnh giới Niết Bàn thì không thể, vì nhân và quả không phù hợp với nhau được. Cho nên là hữu vi hữu lậu mà đòi về vô vi vô lậu thì không thể làm được. Thế nhưng mà hiện nay chúng ta rất bị bí lấp. Vừa qua chúng ta có thầy về đây giảng như vậy, nói gì sao? Cực lạc thế giới không phải là như vậy, là Niết Bàn. Có đúng không? Có bị nghe đây chưa? Cho nên chúng sanh bí lấp lắm, đau khổ lắm. Cho nên cái pháp này là pháp như vậy là sao? Tự nhiên. Nó tự nhiên như thế rồi. Tự nhiên dẫn chúng ta về Cực Lạc. Mà Cực Lạc là gì? Là Niết Bàn, là không có sự tạo tác, là vô vi vô lậu rồi, là cảnh giới gì? Cảnh giới của Phật chứng. Thế mà lại không bảo Niết Bàn thì là cảnh giới là của ai chứng? Thế mà người ta vẫn còn giảng là không phải Niết Bàn nữa. Các vị nghe có sợ không? Thế cho nên cái thời kỳ này, thời buổi này, cho nên toàn dẫn dắt chúng ta vào con đường bí lấp hết. Pháp môn Tịnh Độ cũng tương tự như vậy, đem sự tạo tác hữu vi
hữu lậu của phàm phu mà muốn sanh về báo độ cực lạc của Đức Phật Ấy Đà là không thể, là không thể, các vị nhớ nhá. Đại sư Thiện Đạo nói cực lạc là cảnh liết bàn vô vi, tùy duyên tạp thiện khó được về, tức là đó. Tùy duyên tức là sao? Tức là ai bảo cái gì cũng tu. Hôm nay ai gọi gì tu cũng tu, thầy nào giảng cũng nghe, cũng đúng, cũng hay. Cái gì càng vi diệu, càng thần thông thì càng lao vào, đúng không ạ? À, thì chỉ là cứ lấy sự tạo tác của mình. Thế cho nên là lấy cái này là hữu, là hữu là có cái tạo tác của mình. Mà đã tạo tác của mình thì làm sao? Thì về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì nó không thể làm nhân quả tương ứng được. Cho nên là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không cho chúng ta được phép như vậy là mang cái như giả dối để về đấy được, đúng không? Tu hành theo thánh đạo môn, ngộ được chân tâm. Tức là thánh đạo môn thì là phải sao? Phải ngộ được cái tâm tánh này của mình. Là như vậy là người ta mong rằng ra phải đắc được, phải tự mình tu tập đắc được. Thì như vậy từ xưa đến các ngài nói để vô sở đắc, đắc vô sở đắc, tức là không thể nào đắc được. Tuy nói ngày 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 tu hành, thật ra đều không có tướng tu hành là để mà có đắc được. Pháp như thị xưa nay tự đầy đủ, pháp dĩ như thị, tức là xưng liệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đây là như thị. Từng câu nối tiếp nhau, đây là điều mà người niệm Phật cần phải có. Niệm Phật rất đơn giản, chẳng cần theo quy cách nào cả, tùy vào căn cơ, miệng thì xưng danh hiệu. Vì bản nguyện của Phật A Di Đà không hề giả dối, bất kỳ ai cũng đều quyết định được vãng sanh, cho nên nói bản nguyện là như vậy, là như thị. Mình hiểu như thị là như thế nào? Bây giờ mình mới phân tích cái chữ như thị. Bây giờ chúng ta hiểu như thị là như thế nào? Như thị tức là mình như vậy là sao? Như thị là nó là thật, nó vốn là thật. Thì cho nên là ở bao giờ pháp của Phật đều nói là như thị. Phật nói đều là như thị hết, đều là nói từ cái tâm tánh của chúng sanh mà Phật nói ra, chứ Phật không có nói pháp ở đâu cả. Cho nên là cái gì? Cái luật nhân quả, luật vô thường, luật luân hồi đều là như thị hết. Mà ai mà hiểu được cái như thị này thì mới là chánh pháp. Hiểu được cái chân tướng của vũ trụ nhân sanh là cái gì, mình cứ tuân theo nó mà như thị thì đấy là chánh. Còn ngoài cái như thị này đều là giả hết. Thế thì bây giờ vốn dĩ chúng ta đến cõi thần gia này cũng là như thị. Như thị thì tất cả những cái gì mà nếu mình không tu thì như vậy là nó gì? Từng hớp, từng hớp nước uống này, từng miếng ăn này, từng cái như vậy thọ mạng này, từng cái như vậy tướng mạo này, rồi như vậy là cái cuộc sống giàu nghèo vẫn như thị hết. Tức là đến đây là những cái quả của cái gì? Nhân đã tạo kiếp trước, cho nên nó như thị như thế rồi. Không chống trái được nó. Mà bây giờ muốn bỏ nó cũng không được. Nhân quả đây nó phải, ai cũng phải phải chấp nhận hết. Dù kể cả người niệm Phật, người tu theo Phật pháp hiểu được nhân quả, còn cái pháp của cái đạo khác nó không có hiểu nhân quả, nhưng nó vẫn có phải chấp nhận cái nhân quả không? Vẫn phải chấp nhận nhân quả. Dù người ta không biết nhân quả, người ta vẫn phải chấp nhận nhân quả, các vị ạ. Đây nó là như thị đấy. Nó vốn dĩ là như vậy rồi, anh không chống trái được. Đúng không? Thế cho nên bây giờ chúng ta học Phật, chúng ta phải hiểu rằng nếu mà chúng ta hiểu được cái như thị này là chánh, còn không hiểu được cái như thị này chúng ta không phải là chánh. Cho nên chánh pháp là gì? Là như thị. Cho nên nếu bây giờ chúng ta hiểu được rồi thì tất cả những cái gì nó đến với mình nó đều là do mình tạo ra, đúng không? Thiện thì có thiện báo, ác có ác báo. Thế thì đến đây thì mình nhận cái quả của mình tạo ra kiếp trước mà thôi. Thì khi mà gặp duyên, duyên nó hội thì tức là mình nhận. Thì cho nên trong hàng ngày thì có bao giờ hai, có hai cái nó xảy ra? Một cái thì nó sao? Nó thuận, một cái nó người nó thuận thì là sao? Là như vậy là mình được thiện báo. Để có người tự nhiên người ta đến giúp mình, không phải tự nhiên đâu. Nó như thị. Mà đã như thị rồi thì mình gì mình khởi cái tâm vậy, mình phải mang ơn ông mẹ gì cả. Bởi vì mình kiếp trước mình giúp người ta rồi, bây giờ người ta đến trả nợ mình thôi, mình hiểu rồi, như thị, không cần quan tâm, không cần tác ý, đúng không? Không cần sung sướng gì cả. Hai nữa là cái gì mà nó ác, nó để xảy ra gì, cái gì nó làm cho mình phiền não, làm mình khổ đau thì nó cũng là như thị. Như thị là gì? Trước mình tu nên trốn, bây giờ nhận quả người ta đòi nợ, thế thì không phải tác ý nữa, thì đây nó là như thị. Cho nên nhân quả nó là như thị, luân hồi nó là như thị. Tất cả những cái này mà anh hiểu được thì đây mới là chánh. Còn ngoài cái này không hiểu được gì, nó là gì ta? Cho nên là mình phải tu. Khi mà quy Tam Bảo ấy là như vậy, là quy gì? Giác. Giác là không còn mê nữa.
giác ngộ. Chánh là gì? Không có tà. Chánh là gì? Chánh là như thị. À, cho nên chúng ta phải hiểu cái chữ như thị này nhá. Cho nên cái pháp này của Phật, Phật A Di Đà thành Phật, vốn ngài thành Phật là vì chúng sanh. Cho nên là ngài đã như vậy là gì? Ngài đã thành tựu cái nguyện vãng sanh cho mình như rồi, mình chỉ cần sao? Chỉ cần mình thế thôi, tin thôi và như thị mà làm theo. Đừng có tạo tác cái gì nữa, đúng không? Thì như vậy là mình được vãng sanh thôi. Thì nhân quả, quả nhân là tương ứng. Bởi vì cái quả này là sao? Có phải là trái, chống trái với nhân quả không? Không hề chống trái. Bởi vì sao? Phật làm quả của Phật cho mình để làm nhân rồi. Bởi vì Phật vốn dĩ thành Phật để Phật làm cái việc này, để cứu mười phương chúng sanh. Cái việc này Phật đã lo cho mình rồi. Lo từ bao giờ? Lo hơn 10 kiếp này rồi. Phật thành Phật hơn 10 kiếp này thì cái nguyện vãng sanh của mười phương chúng sanh là đều thành tựu hết rồi. Phật cho mình hơn 10 kiếp này rồi. Nhưng mà cái này nó như thị rồi, nhưng mà chúng ta không biết. Chúng ta hiểu chưa? Chưa biết, không gặp được. À, bây giờ gặp được thì rồi, liệu đã như thị chưa? Vâng, thì chúng ta phải như thị nhá. Như thị mà cứ như thế mà làm, nó là thật rồi, không cần phải suy nghĩ, không cần phải tạo tác cái gì cả. Nếu mà tạo tác thì là không như thị rồi. Nó là thật, mà đã cái gì nó thật thì như vậy là mình không thể làm mà bác bỏ nó, không thêm không bớt gì được, đúng không ạ? À. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói tự nhiên được dẫn dắt, đấy, nó như thị cho nên tự nhiên được dẫn dắt. Chỉ cần sao niệm Phật thì nó như thị thì tự nhiên dẫn dắt về Tây Phương. Cực lạc tối thượng nhất dễ đến nhưng không người. Cõi đó chẳng chướng ngại, tự nhiên được dẫn về. Tự nhiên với như thị là một, nó tự nhiên nhiên, đúng không? Tự nhiên được dẫn về. Cực lạc là cảnh giới tối thượng nhất, cảnh giới niết bàn bất sanh bất diệt. Vãng sanh cực lạc là bước lên con đường cao thượng nhất. Thành Phật là cảnh giới tột cùng không bờ mé. Dễ đến nhưng không người. Dễ đến là dễ dàng vãng sanh thế, nhưng ba chữ phía sau là rất ai oán, nhưng không có người. Không có người ở đây Phật nói, ý nói là rất ít người ai oán như thế. Phật thương mình từ bi như thế, Phật làm cho mình như thế rồi, nó dễ như thế, nó như thị như thế. Pháp của ta vốn như vậy, chỉ cần đồng ý thôi. Mà không chịu nghe lời mà không có người về, ít người, rất ít người về. Ở đây nói là không phải là hoàn toàn không có người, mà ở đây nói là rất ít người, cho nên Phật mới ai oán, Phật than như thế. Bởi vì sao? Bởi vì người ta không chịu tin nha. Bởi vì người ta không chịu tin, tuy rất dễ dàng vãng sanh nhưng kết quả lại rất ít người đi được. Họ không tùy thuận vào nguyện lực cứu độ của Đức Phật A Di Đà. Họ vướng mắc vào sự tạo tác hữu vi hữu lậu của mình, như vậy là trái với thể nguyện của Đức Phật A Di Đà, trái với đạo lý của Phật pháp. Đạo lý là gì? Nó là vốn tuân thủ theo nguyên tắc tự nhiên. Pháp nghĩ là như vậy cho nên rất ít người được vãng sanh. Cái pháp vốn rất tự nhiên, mình đến đây đáng nhẽ là mình sẽ tuân thủ theo nguyên tắc tự nhiên thì cuộc sống của mình sẽ sao? Như Phật còn thị hiện. Tại sao lúc Phật còn hiện thực thế quốc thái dân an, binh đao vô dụng, như vậy là mưa thuận gió hòa? Nhưng mà đến nay thì sao? Mình không như thị, không tuân theo phép tắc tự nhiên. Mà pháp tắc tự nhiên là phải hiểu được chân tướng của vũ trụ nhân sanh, là phải hiểu được mỗi trường mỗi quan hệ giữa mình với người, với người, người với thiên địa quỷ thần, người với chúng sanh muôn loài, người với cỏ cây hoa lá. Nhưng hiện nay mình đang phá vỡ cái nguyên tắc tự nhiên, phá vỡ cái như thị này, cho nên sinh ra động loạn như thế này. Bây giờ có nói là tại sao giờ hàng ngày mình xem tivi, mình xem tại sao bây giờ như vậy, núi nó lở như thế, khủng khiếp như thế, chết hàng loạt như thế, mình vậy sao? Bởi vì sao? Mình phá cái nguyên tắc tự nhiên. Bởi vì cái nguyên tắc tự nhiên mình sống với tất cả những cái môi trường sống này nó tự nhiên, nhưng bây giờ mình phá nó. Phá nó là sao? Cây thì mình chặt rũ hết đi để mà như vậy là lấy đất để như vậy là làm ăn, rồi phá ra rồi bán đất, bán xẻ núi đi để mà bán hết tài nguyên đi. Thì như vậy là sao? Bởi vì nó phá cái này ra. Đất là cái gì? Cây là gì? Cây là như vậy là khi mà cây nó như vậy là nó càng lớn lên thì như vậy là rễ của nó bám sâu vào lòng đất càng sâu, càng nhiều rễ càng ra thì nó đã giữ đất. Bây giờ mình chặt hết đi rồi không giữ được đất nữa thì như vậy toàn bộ cái lớp giữ bảo vệ đất không còn nữa rồi, thì đất nó trở là đất nó trở đất, nó gặp nước thì lâu ngày nó rã ra tự nhiên ra đó. Nó sập, nó đổ. Cũng như là bây giờ mình đổ trần mà không có như vậy là sắt thép, đúng không? Không có làm mê thép ấy, chỉ có mỗi xi măng không ấy, thì một thời gian cái như vậy nó ải ra thì như vậy nó tự nhiên nó sụt, nó đổ thôi, có đúng không nào? Cho nên là mình phá hết.
Cho nên cái đây là mình do mình phá. Hay nữa là tất cả những cái như vậy, động vật nó vốn nó sinh hoạt nó với mình như mình đẳng với nhau, nhưng mà bây giờ mình ăn thịt nó, sinh ra sân hận. Mà sinh ra sân hận thì sao? Nó kích động cho mình để như vậy trả thù với nhau, tích để chiến tranh. Có đúng không ạ? Cho nên là mình trái với cả quy luật tự nhiên. Tự mình trái. Cũng như là trong cái thân thể của chúng ta này, nó vốn như thị, nó là bốn bốn tứ đại nó hợp thành. Thế giờ như vậy là chỉ cần một trong bốn tứ đại nó không như vậy, nó chống trái nhau thì sinh ra bệnh rồi sinh ra chết, đúng không? Thì cái môi trường sống này, sự hư không này nó cũng là như vậy, tứ đại mà hợp thành rồi thôi. Nhưng mà khi mà mình như vậy là không như thị cái thì sao? Lửa nó sân lên thì như vậy làm cho như vậy lung cái trái đất nó nóng lên. Mình thấy không ạ? Thì tất cả là do con người tạo lên, mà tạo lên nó không cái như thị này, một trái với cả quy luật tự nhiên này sao? Tự nhiên mình giết mình. À, cho nên là Phật đến đây Phật nói cái như thị mà thôi. Cho nên Phật không tạo ra luật nhân quả. Mình nhớ rằng nhá, Phật không tạo ra luật luân hồi, mà Phật nói cái như thị là của chúng ta là vậy thôi. Cho nên Phật mới nói là ta không nói lời nào hết, mà đều là lời của Phật nói hết. Ai giác ngộ được đều nói được cái này hết, đúng không ạ? À, chúng ta phải nhớ cái như thị này. Cho nên Phật bổn Phật A Di Đà vắng và A Di Đà thành Phật A Di Đà là vốn làm việc cái việc này mà ngài đã thành tựu rồi, cho nên nó trở thành cái pháp như thị, pháp như thế. Chúng ta cứ tuân theo mà theo thôi, không cần phải giải thích, không cần phải suy nghĩ, không cần phải tạo tác cái gì nữa. Mà nếu mà tạo tác thì nó không như thị, không tự nhiên nữa rồi, thì chúng ta bất Phật, đúng không ạ? Cho nên trong mỗi cái bài chia sẻ này, con ngoài cái ở trong sách ra, con có những cái điều con vận dụng bên ngoài, và mà những cái vận dụng của bên ngoài và có những cái rất là đặc biệt, các vị phải lưu ý nha. Lưu ý một chút thì các vị sẽ thấy là nó sẽ ngộ ra rất là hay, đúng không ạ? Cho nên nếu cứ theo sách không. Cho nên vừa rồi con á, cái hôm kia như vậy có một Phật tử ở trong thành phố Đà Nẵng điện cho con nói về cũng tu pháp môn tịnh độ, nhưng mà con thấy là chuyện ngày xưa mình nói là Đà Nẵng người ta tu rất tốt, đúng không? Quảng Nam, Đà Nẵng rồi có những cái đạo Phật rất tốt, mà có cả cái ngày người ta như hội niệm mãnh liệt đó, trong đó có một cái bài pháp này như vậy cứu được hai cha con như vậy là cô gì đấy nhỉ, cô gì Ngọc ấy nhỉ, à rất là hay. Thế nhưng người ta bảo bây giờ nó cũng tan rã hết rồi, bởi vì chúng em tu khó quá, chúng em quyết tâm đó bây giờ, nhưng mà bây giờ chỉ còn 4-5 người thôi mà chúng em quyết tâm về Tây Phương Cực Lạc, nhưng thấy khó quá. Thế con bảo là nếu mà khó quá thì Tây Phương Cực Lạc làm gì có người về, các vị tu tinh tấn như thế mà các vị còn kêu khó quá thì các vị làm hại rồi. Người ta nhìn các vị tu tinh tấn mà các vị còn than khó lắm thì Tây Phương Cực Lạc ai dám về? Các vị làm trái hết cái ý của Phật rồi, hiểu sai ý Phật rồi. Phật từ bi lắm, Phật thành Phật A Di Đà để cứu mười phương chúng sanh, mà các vị là người tinh tấn mà làm biểu pháp mà các vị kêu khó, thế mà các vị tan rã rồi thì ai người ta còn nghĩ được về Tây Phương nữa? Chính các vị phỉ báng rồi. Bởi vì sao? Bởi vì cái thời buổi bây giờ không có người giảng, cho nên là các vị hãy cầu Phật gia bị đi, để gặp được như vậy là thầy sáng bàn này đi. Quan trọng nhất là bây giờ, quan trọng nhất là gặp được thiện tri thức. Thiện tri thức ở đâu? Đây này, sách như này. Đó, gặp các tổ trong đây này, tổ thì gặp diệt rồi, nhưng mà đây sách của các ngài để đây, đây thiện tri thức đây, rồi các thầy dẫn đường cho mình. Đó, thì cho nên là bây giờ phải cầu Phật gia bị, cầu Bồ Tát Quan Âm gia bị đi. Cho nên các vị mà cứ làm như này là các vị cũng tan hết thôi, đúng không? Phật thì rất là như vậy, từ bi và dẫn chúng ta về, không cần phải gì, chỉ cần đồng ý thôi. Thế mà bây giờ cứ như vậy là cứ đặt vấn đề ra rồi kêu khó, rồi vấn đề tu rốt ráo, tu lọ tu kia, tu làm sao được, đúng không? Cho nên cái này con nghe thế mà con thấy nó khổ quá, mình thương nó chảy nước mắt ra. Mà ngày xưa mình nói trong đạo tràng người ta phát triển lắm, mình bảo giá kẻ mình được vãng sanh rồi, bây giờ mình thường nguyện tay lai về để mình phân thân ra, để chỗ nào cảm thấy khó là mình đến ngay có mặt ngay nhỉ. Thế nhưng mà tiếc thay mình phạm phu quá. Nam mô A Di Phật. Cho nên cái pháp này là sao? Là tự nhiên được dẫn về. Đại nguyện, đại nghiệp, đại lực, Phật A-di-đà muốn cứu mười phương chúng sanh, cho nên Phật A-di-đà phát đại nguyện. Đại nguyện là gì? Là 48 cái nguyện. Mà 48 cái đại nguyện rồi, muốn thành tựu được thì Phật A-di-đà phải tu. Tu được thì mới có như vậy, là lập cái đại nghiệp. Là tu như nào? Tu vô lượng vô biên, triệu tải vĩnh kiếp lâm. Triệu tải vĩnh kiếp nam, khi mà đầy đủ rồi thì mới có lực để cứu chúng sanh. Cho nên mấy khi mà thành có lực rồi thì bắt đầu ngài đủ khả năng là hoàn thành thiện được 48 đại nguyện, thì lúc đó ngài mới gì? Thành Phật A Di Đà. Thì khi thành Phật A Di Đà rồi thì 48 đại nguyện thì thành tựu chưa?
Thì cái nguyện thứ 18 là nguyện căn bản để đưa chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì đã thành tựu cho chúng ta chưa? Thành tựu rồi, đúng không? Thế cho nên thành tựu đến đây là được bao nhiêu lâu rồi? Hơn 10 kiếp rồi. Nhưng mà chúng ta còn ngồi đây, ngồi đây nữa thì đừng để trượt đấy nhá. Vâng. Cho nên khi đại nguyện, đại nghiệp, đại lực của Đức Phật A Di Đà vốn dĩ nó là tự nhiên, dẫn dắt chúng ta vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn chỉ cần sao? Niệm Phật. Thế thôi. Có bảo gì nữa đâu. Bạn không cần xuất ruột. Khi nào mình được vãng sanh nhỉ? Lại bây giờ lại đặt vấn đề. Khi nào mình được vãng sanh nhỉ? Khi nào Đức Phật A Di Đà cùng các Bồ Tát đến đón mình đây? Có đặt vấn đề thế không ạ? Nếu lỡ ngài không đến đón thì sao? Đấy. Các ngài đặt vấn đề cho mình, hỏi mình đấy. Chuyện. Thế cho nên các ngài bảo chuyện đó không cần chúng ta phải lo. Những việc này Đức Phật A Di Đà đều chu toàn tất cả rồi. Thế mới gọi là pháp như thị. Mà để chúng ta lo thì đâu còn như thị nữa. Ngài nói hết rồi. Chúng ta chỉ việc niệm Phật mà về thôi. Pháp này tự nhiên rồi, không cần phải lo. Nếu mà còn lo thì không còn như thị nữa rồi. Nó không còn tự nhiên nữa rồi. Đây nó là tự nhiên rồi. À, pháp vốn là như thế. Chúng ta xưng niệm Nam Mô A Di Phật là đem chính mình hòa vào thể nguyện của Đức Phật A Di Đà, không còn thấy mình nữa. Bạn đã niệm Phật rồi lại còn nghĩ sự tu hành của tôi, công đức của tôi, công phu của tôi, tới lui gì cũng tôi. À, thì bảo sao? Cho nên cái này nó là dẫn ta đến cái chướng ngại. Không có tôi, hoàn toàn không giống như, nếu mà nói về cái tôi mà buông cái ngã thì như vậy là người ta phải tu thánh đạo môn, phải phá được cái ngã chấp thì đấy không là tôi nữa, phá được bốn tướng nữa mà. À, cái này của mình là không cần phải tôi tạo tu nhá, còn cái kia là phải phá được ngã tướng, phải tu để phá được cái tôi. Mình phải nhớ được cái điều này nhá. Cho nên lại không lại bảo chống trái nhau, bảo Phật dạy gì mà lại hai lời thế. Một cái kia thì như vậy là phải tu để phá được cái tôi, còn cái này phải buông cái tôi xuống, không cần phải tu tập. Và các vị phải nhớ chỗ này nhá, các vị phải nhớ chỗ này cho con, phải hiểu rõ cái này. Cái này là không có tôi ở đây được, bởi vì nếu mà tôi thì rơi vào tự lực, cho nên không có tôi. Nhưng mà cái kia thì phải lấy cái tôi, chấp cái tôi để tu, để phá được cái tôi. Cái đấy là mình sợ đấy, đó không phải phá được bốn ngã. Đó, đây là thánh đạo môn người ta tu là mình như thế. Chúng ta thì không làm được cái việc này, cho nên chúng ta phải chỉ lương vào Phật, mà lương vào Phật thì bỏ cái tôi đi, bỏ cái tu đi. Chúng ta đem toàn, hoàn toàn chính mình lương vào Đức Phật A Di Đà, không còn thấy mình tu hành và tạo tác hữu vi nữa. Một ngày niệm được 10 vạn câu Phật hiệu chi chăng nữa, cũng nhờ vào Đức Phật A Di Đà. Mà như vậy bao nhiêu cũng vẫn là Phật A Di Đà, chứ đây đâu phải là tu. Suốt đời cho đến đâm chung nghe pháp chỉ niệm một câu, tức là người ta chỉ cần một câu tịnh tịnh, một câu người ta duy trì được, người ta cũng đã là vãng sanh rồi. Cho nên một niệm là được vãng sanh rồi. Thế nhưng một cái niệm này mình cảm thấy nó lợi ích rồi thì mình sao giữ nó cả đời? Thì gọi là tương tục. Có đến mình, nếu mình mà không giữ nó cả đời thì mình sao? Không niệm Phật nữa thì bắt đầu mình sao bị gián đoạn rồi, thì mình lại phải quay về niệm Ta Bà rồi, mà lúc nào là bắt đầu phá rào rồi, không về được cao tốc rồi, đúng không? Lại đi chết rồi. Cho nên là chỉ cần một niệm thôi, nhưng một niệm này sao? Tịnh tín, mà tịnh tín thì sao? Suốt đời. Đây gọi là bản nguyện như vậy, như đổ xuống nước xuống sông, nước tự xuôi ra biển. Đã xưng danh tự quy thì chắc chắn được vãng sanh. Các ngài dẫn một ví dụ rất hay. Đấy, con lấy ví dụ. Đây, ví dụ đây thì con sẽ đọc cái này nó dài quá thì con không ấy được, thì con phải đọc ở trong quyển sách này ra cho các vị, dẫn dắt các ví dụ để cho các vị lắm được nhá. Lấy ví dụ ở trong kinh Di Đà, kinh vô lượng thọ chúng ta đã chia sẻ rồi, có cái ví dụ để rất là cụ thể. Ví dụ như kiếp thủy bao phủ thế giới, khi mà như vậy là lụt, chúng ta chứng kiến rồi, 79 ở Hải Dương này lụt rồi, tất cả chìm đắm trong biển nước hết, nhà cửa ngập tút trong biển nước, ngọn cây cũng ngập hết, vạn vật nhấn chìm trong đó, không còn thấy được gì ngoài một vùng nước mênh mông. Khi kiếp thủy xảy ra, toàn bộ thế giới đều bị chìm ngập một vùng bao la, không thể nhìn thấy gì ngoài một mặt nước mênh mông, không khác gì ra biển mình nhìn. Ở dưới là toàn bộ bị chìm như mặt nhìn thấy biển. Thế thì nó chỉ còn một màu thôi chứ.
một màu nước thôi. Thế thì ánh sáng quang minh của Phật như vậy là chiếu đến. Khi quang minh của Phật cũng như thế, khi quang minh của Phật chiếu đến thì toàn bộ hư không này đều bộ, toàn bộ là bao phủ hết. Thì như vậy là ánh sáng của Thanh Văn này, Bồ Tát này, à, lúc đó thì sao? Chỉ cũng lúc mờ hết, chỉ còn thấy Phật quang thôi, rực rỡ, sáng ngời. Quang minh của Đức Phật A Di Đà cũng giống như thế. Ánh sáng của Ngài một khi xuất hiện thì ánh sáng của A-La-Hán này, ánh sáng của Bồ Tát bị che phủ tất cả, mất tiêu rồi, bị che lại rồi. Bị che như vậy thì như vậy là mình bảo là thế thì có thiệt hại không? Không có thiệt hại gì cả, mà ngược lại còn nâng lên cao cấp bội. Bây giờ có nói ví dụ là mình ai cũng hiểu cái nhuộm đúng không? Chúng ta đen rồi, bây giờ chúng ta muốn nhuộm trắng nữa thì chúng ta phải nhuộm nhiều lần, cũng như ông Quyết vô ý mà nó tường nó bẩn rồi phải quét đi quét lại rất nhiều lần. Các vị A-la-hán thì nó trắng trắng hơn ta tí, Bồ Tát thì trắng trắng hơn tí thì chỉ quét một lần thôi, nhưng mà chúng ta thì quét đi quét lại bao nhiêu lần. Quang minh của Phật trùm hết rồi thì chỉ tăng, khi mà được ánh sáng quang minh vào tức là vôi nó vào thì chúng ta sáng lên chứ làm sao bị mất đi, đúng không? Thì Bồ Tát cũng được sáng lên và chúng ta cũng được sáng lên, vạn vật đều được sáng lên. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ, khi quang minh của Phật đến thì tất cả đều như vậy là được hưởng lợi hết. Những người bị bệnh tật sẽ như vậy được khỏi bệnh tật, đúng không? À, trong kinh Vô Lượng Thọ cái đoạn này rất là hay, ví dụ rất là hay. Cho nên chỉ cần quang minh của Phật rực rỡ sáng ngời, đem quang minh của Thanh Văn Bồ Tát lên một bậc cao. Chúng ta niệm Phật sở dĩ nói rằng trong đó không có công hạnh chúng ta, không có sự tu hành quán niệm của chúng ta, là vì chúng ta hoàn toàn nương tựa phó thác vào nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, đã dựa vào sức Phật rồi còn có việc của mình nữa sao? À, các ngài đặt vấn đề cho ta đấy thì đừng có nghĩ gì đến việc của mình nữa. Không có, nếu còn có việc của mình có phải bạn không cần nương tựa vào ngài nữa hay sao? Hãy tự suy nghĩ đấy, mỗi người chúng ta phải tự suy nghĩ chỗ này. Các ngài lấy một ví dụ nữa rất là hay, rất là thực tế chúng ta để chúng ta hiểu. Ví dụ như nói về một cái gian phòng mà của chúng ta là tối đen, ta thắp lên một ngọn đèn thì thấy ánh sáng ngọn đèn đó. Ví dụ như vậy, trong một căn phòng rất là tối, chúng ta thắp lên một ngọn đèn thì trong phòng tối thì ta nhìn thấy ngọn đèn, đúng không ạ? Bởi nó có ánh sáng, nhưng ánh sáng ngọn đèn nó le lói lắm. Thế nhưng một khi được mở cửa to ra, ánh sáng mặt trời chiếu vào thì không còn nhìn thấy ánh đèn của ngọn đèn nữa. Đây là Phật quang chiếu ở đây, Phật quang chiếu đây. Thế bây giờ chúng ta lại cứ muốn đi tìm cái ánh đèn của ta, tức là tìm công phu của ta, thì chúng ta lại phải đóng cửa vào thì mới nhìn được ánh đèn. Đấy có phải ngu si không? Mở cửa ra để nhìn thấy sáng rõ rồi, bây giờ lại bảo là không, con muốn tìm cái ánh đèn của con cơ, cái công phu của con cơ, tức là chấp công phu của mình đấy. Mà muốn chấp vào công phu của mình thì ánh sáng của mình của Phật chiếu rồi, thì bây giờ làm sao thấy được, thì phải đóng cửa vào. Thôi không cần ra A Di Đà nữa, tôi đóng cửa vào để tôi nhìn thấy công phu của tôi. Có đấy thấy tội không? Chúng ta hiểu cái chỗ này chưa? Thế nên các ngài lấy cái ví dụ này rất là hay. Cho nên là khi ánh sáng của như vậy là mặt trời chiếu vào thì ánh sáng của đèn bị át hết đi rồi. Nếu bạn lại muốn thấy ánh sáng của ngọn đèn nữa thì bạn lại phải trở vào trong phòng tối, đóng cửa lại mới thấy được ánh sáng của mình. Chúng ta bây giờ phải để ý chỗ này. Không thấy đèn, bây giờ chỉ còn thấy ánh mặt trời. Trên trời dưới đất đều là một quang minh của Phật mà thôi. Cho nên chúng ta phải nhớ chỗ này, đừng có nghĩ gì cái ánh đèn của các vị khác nữa. Không, đã có ánh sáng quang minh của Phật thì đừng tìm cái ánh sáng của Bồ Tát nào nữa. Bởi vì bao phủ cả đây rồi, bây giờ như vậy cũng như là lên thuyền đại nguyện rồi, mà bây giờ lại tụt xuống lại đi ghe để rồi để nhờ các ngài lại trở ra thuyền. Mình đang ngồi thuyền đại nguyện rồi, đúng không? Là thuyền của Phật A Di Đà rồi. Thế bây giờ lại tụt xuống, bây giờ lại con đi tìm Bồ Tát. Bồ Tát sao? Bồ Tát cũng lại cho mình trèo lên thuyền của Bồ Tát này, lại đưa ra thuyền đại nguyện mà thôi. Có phải mình đi vòng không? Thế cho nên cái chỗ này là rất là tối tăm. Tâm của chúng ta là căn phòng tối đen. Đó, nếu chỉ thấy chút ánh sáng le lói từ công phu tu hành ít ỏi của bản thân thì đó là chưa thấy được Phật quang. Nếu trong tâm được thấy Phật quang soi sáng thì chút ánh sáng kia của bản thân ta sẽ không còn nhìn thấy nữa. Thế đừng có nghĩ đến công phu của mình nữa. Từ xưa nay bỏ đi. Cho nên là cái pháp này là gì?
thầy hiểu được mình ai, mình là phàm phu từ xưa nay không có một cái chút gì như vậy là công phu gì cả, chỉ có tạo tội tạo nghiệp thôi, đúng không? À, cho nên mình phải biết mình ai, cho nên khi giác ngộ rồi biết mình ai là phàm phu tội ác, cứ thế mà biết rồi thì mới sợ, đúng không? Không, từ xưa nay cứ kể con nhiều công lắm, con tu tốt lắm, đúng không ạ? Chứ bây giờ mình hiểu ra rồi thì thấy là mình sợ quá rồi, mình là tạo tội tạo nghiệp mà thôi. Thế nên đây là pháp trí diệu. À, trí diệu thì diệu ở chỗ nào? Ở điểm ta đem bản thân hòa nhập vào trong thệ nguyện của Đức Phật A Di Đà. Đó, thì chúng ta phải phải hiểu cái chỗ này. Đấy, à, đây lồng cả vào đại sư nói để cho nhấn mạnh thêm là cái bản nguyện của Phật, Đức Phật A Di Đà. Và cái nó dễ là như thế nào? Pháp môn niệm Phật sở dĩ dễ dàng là nhờ đâu? Chỉ cần trên suốt đời dưới cho đến 10 niệm nhờ vào nguyện của Phật, không ai chẳng vãng sanh, cho nên gọi là dễ. Chỉ cần như vậy là đủ rồi, không cần cái gì khác, chỉ cần niệm Nam Mô A Di Phật thế thôi, có bảo cái gì đâu mà cứ khó. Đoạn này muốn nói hiện tại chúng ta gặp được pháp môn niệm Phật, hiện tại bắt đầu niệm Phật, một lòng niệm Phật cho đến lúc lâm chung, đến lúc vãng sanh tịnh độ, đây gọi là trên suốt một đời. Có người không được nhân duyên tốt như vậy, chưa gặp được pháp môn niệm Phật này từ sớm. Chúng ta gặp được đây là so với người chưa gặp được là sớm, đúng không ạ? Đến khi họ lâm chung được mới tiếp xúc được, chỉ có thể niệm được 10 niệm và đến một niệm, thì cho nên mà mới nói là mới được tiếp xúc, chỉ có thể niệm lên mới gọi là cho đến 10 niệm, 10 niệm thậm chí đến một niệm, đấy là đến lúc lâm chung người ta mới gặp được. À, thì cái chỗ này cho nên là mình phải nhớ chỗ này, cho nên là mình là cái người có phước gặp được cái pháp môn này, thì ngay giờ phút này mình có nghĩ là mình bị thiệt không? Bảo cả đời tôi niệm Phật mà tôi cũng chỉ bằng cái người lâm chung người ta lúc đó bắt đầu mới gặp được. Thế mà xin thưa các vị là những người lúc đó mới gặp được ấy thì không dễ dàng đâu. Thiện căn phước đức nhân duyên người ta đầy đủ rồi thì người ta cái lúc lâm chung người ta mới gặp được. Cho nên ai mà đến lúc làm trò, đến lúc lâm chung để có thiện trí thức đến với đạo tràng, đến niệm Phật cho mới khai thị cho. Sinh có hạn chử bất kỳ, bây giờ mình xem tivi đấy, có mấy ai mà nhìn đạo tràng đến đâu, toàn chết sông chết đường như chợ cả. Thì lúc đó làm sao mà gặp được thiện trí thức mới gặp được như vậy, là người đến chia sẻ gặp được đạo tràng đến như vậy niệm Phật. Cho nên cái này hy hữu lắm. Cho nên những người mà không hiểu được Phật Pháp mà đến lúc lâm chung mà lại gặp được là phải như vậy, là có duyên và có phước, có con cái tu hành thì mới dẫn đạo tràng đến, đúng không ạ? Thì mới có cái phước phần đó, chứ còn bình thường ra thì hầu như là một cửa sinh nhưng mà nghìn cửa tử. Mà chúng ta cứ chờ cái lúc lâm chung này, chứ có phải chúng ta như vậy là mang cái như vậy là án mạng của mình như vậy là treo cho ông Dương Vương không? Có chết không? À, thế cho nên chúng ta gặp được đây rồi, chúng ta là phước báo vô cùng lớn rồi. À, mà ngay hiện tại gặp được rồi thì như vậy chúng ta vô cùng là được an lạc. Cho nên 15 cái điều lợi ích của chúng ta hiện tại là được Phật che chở, bảo hộ giúp thọ, cho nên mình không phải tà ma ngoại đạo nó đến như vậy làm hại mình, đúng không? Tội thì như vậy là giảm, mà niệm phước thì tăng. Tất cả những cái cuộc sống ở đời này mình được an tâm rồi, sung sướng rồi, thì mình có phải là mình sướng hơn người ta biết sao không? Mình càng biết trước ngày nào thì mình càng sung sướng ngày đấy, cuộc đời mình sẽ được giải thoát chứ sao nữa. An tâm chưa? Cho nên mình đừng có bảo là ôi cái pháp này thì cứ đợi đến lúc lâm chung mới biết, thì cũng là bây giờ mình cứ suốt ngày phải như vậy là này thì mình thiệt quá, đúng không ạ? Đừng thấy thiệt nhá. Chiếc thuyền đại nguyện danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, bạn chưa chịu bước lên sớm chừng nào thì càng đảm bảo, bạn chịu bước lên sớm chừng nào thì càng được đảm bảo sớm chừng đấy, được nhiếp thủ trong quang minh của Đức Phật A Di Đà. Mình nhớ chỗ này nhá, lục thân quyến thuộc, lịch đại tổ tiên, tất cả đều được ân huệ. Cái câu này này nhấn mạnh cho cái câu này, có được hồi hướng không? Không cần hồi hướng, nhưng mà tự nhiên như pháp này, pháp tự nhiên. Con lại phân tích cái chỗ tự nhiên này cho các vị biết. Tự nhiên là như thế nào? Khi mình niệm Phật thì mình có quang minh của Phật xuất hiện trên thân mình. Mà quang minh của Phật xuất hiện trên thân mình thì những người có duyên mình là những người thân nhất của mình, thì người ta lương vào cái quang minh này thì người ta được độ chứ sao nữa. Tất cả mình đấy là cảm ứng đạo giao.
Khi mình có quang minh của Phật A Di Đà, mình niệm Phật thì tâm mình từ bi, mà tâm mình từ bi thì tất cả những người thân quyến thuộc của mình đều có Phật tánh hết. Mà khi tâm của mình từ bi, quang minh của mình giống quang minh của Phật A Di Đà thì nó dung thông với nhau. Nó dung thông với nhau thì nó có cảm ứng đạo giao, thì đấy là độ cho tổ tiên rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Cho nên cái pháp này nó tự nhiên như thế, chứ không cần phải hồi hướng. Mồm ông hồi hướng nhưng mà trong tâm ông có Phật đâu mà hồi hướng. Không cần hồi hướng, như tâm mình niệm A Di Đà là mình như vậy là có tâm A Di Đà trong đây rồi. Đúng không? Tâm A Di Đà trong đây thì những người thân quyến thuộc của mình sao? Người ta tự nhiên người ta nhận được cảm ứng đạo giao. Mà cảm ứng đạo giao thì đối với những người nào có duyên nhất. Thế người có duyên nhất thì phải là sao? Là người thân nhất trong gia đình mới có đến với nhau làm người thân quyến thuộc chứ. Mình thấy là hay không nào? Đây là pháp tự nhiên. Tự nhiên được độ nha. À, thế cho nên sắp đến mùa Vu Lan báo hiếu rồi. Con cũng chia sẻ luôn cho các vị. Mục Trần Liên là người thần thông đệ nhất, nhưng mà không cứu được mẹ Thanh Đề. Bởi mẹ, bà mẹ Thanh Đề bởi tham nam bổn sẻn quá. Cho nên khi con dâng cơm lên như vậy, che đậy đáng nhẽ thì cầm bát cơm đó chia cho mọi người. Nhưng mà bà che đậy là tham quá thì sao bát cơm biến thành lửa. Mục Kiền Liên không cứu được mẹ, nhưng mà chúng ta có cứu được mẹ không? Mục Kiền Liên phải cậy như vậy là bao nhiêu? Bao nhiêu trai tăng? À, rất nhiều trai tăng, nhưng mà sao? Cũng chỉ là kiểu thiện căn thôi. Còn chúng ta có cứu được mẹ không? Chúng ta lấy cái quả của Phật A Di Đà để hướng cho mẹ thì không cứu được mẹ thì sao? Các vị thấy không? Cho nên niệm Phật đi. Tháng 7 cứu mẹ. Tháng 7 cứu mẹ không nhiều niệm Phật, Nam Mô A Di Phật. Có đúng không ạ? Cho nên khi ta hiểu cái pháp này rồi thì ta cứu được vô lượng vô biên mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải một mẹ đâu. Không bị nhỏ bé như thế đâu. À, cho nên cái pháp này chúng ta hiểu được là như vậy, là viên siêu viên đốn ở chỗ này. Lấy cái quà của Phật A Di Đà để cứu mẹ thì còn gì bằng nữa, đúng không? À, cho nên cái hôm mà con đi làm đoàn thất ấy, thế bác Ánh nó bảo là chú cúng cơm như người ta đi. Mình bảo con chẳng biết cúng cái gì cả. Như vậy chú như vậy là khai yết hầu con không biết. À, chú biến thực trên con không biết. Con nhờ Phật A Di Đà. Thế thôi, bởi Phật A Di Đà đang ở đây. Phật A Di Đà làm được cái việc này. Con nhờ Phật A Di Đà bị thương chúng sanh, Phật A Di Đà biến ra cho đúng không ạ? Ồ thì Phật A Di Đà làm luôn cho mình, thì Phật A Di Đà thương thôi, thì phát theo cái nguyện của mình. Hay vô cùng, chỉ cần tin có Phật lo, pháp tự nhiên như thế mà mình không làm được đâu, phải nhờ Phật thôi. À đúng không? Mà chúng ta biết được rồi, nó đơn giản lắm. Mà không biết được rồi thì mình cứ hì hài hiểu, tìm thầy tìm thợ làm đủ mọi thứ thì đâm ra toàn như vậy là tạo tội tạo nghiệp thôi, mà không hiểu biết gì cả, nay lại trở thành ngu si. Cho nên cái chúng ta khi hiểu được cái giác. Giác là gì? Là cái tránh. Khi mà hiểu pháp là gì? Là tránh. Tránh là gì? Là như thị. Như thị là nó tự nhiên, là nó pháp, nó phải thật. Nó thật có, chứ không thể nào nó giả có được. Giả có thì là mình chết rồi. Giả có là đều do mình tạo ra hết. Cho nên hiện nay chúng ta như vậy là không theo Phật, mà toàn như vậy là hằng thuận theo thế gian. Mà thế gian thì sao? Tín ngưỡng mà thôi. Cho nên không có Phật pháp. Cho nên là chúng ta hiện nay đang bị biết lấp, cho nên là khổ lắm. Khổ trong khổ. Trên tất cả là vì sao? Vì nhờ nguyện lực của Phật. Trên suốt một đời dưới đến 10 niệm, đơn giản như vậy, dễ dàng như vậy, vạn căn cơ đều không sót một ai. Vì sao? Vì nhờ nguyện lực của Phật nên dễ được vãng sanh. Tất cả mấu chốt đều nằm ở bốn chữ. Bốn chữ là gì? Nhờ nguyện lực Phật. Nhớ nhá, từ nay nhớ có bốn chữ này thôi. Nhờ Phật. Tóm lại như thế. Cuối cùng thì nhờ Phật là được. Cũng như là Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ không cần Nam Mô chỉ Phật, một chữ Phật cũng là A Di Đà Phật. Cho nên là chiều nay con sẽ chia sẻ về cái như vậy di chúc, để cho các vị thấy được cái di chúc có cần hay không. Và có thực sự cái di chúc đó là cái vé bán xanh của mình nữa không nhá, các vị, để các vị biết. Tuy chúng ta cảm thấy rất dễ, nhưng cần phải biết, chúng ta phải lưu ý chỗ này nhá. Tuy chúng ta cảm thấy rất dễ, nhưng cần phải biết rằng để có được cái dễ đó, thật sự chẳng phải dễ dàng gì. À, chúng ta phải nhớ này, có nhớ cái này thì mới biết tri ân nhá. Nghĩ dễ quá, cứ như nghĩ dễ quá thì dễ sơi quá mà. Cho nên là không biết như vậy là tri ân cái người đã làm cho mình dễ. Cho nên chúng ta phải chú ý cái điểm này. Tuy chúng ta cảm thấy dễ, nhưng cần phải nhớ rằng
để có được cái dễ đó thì chẳng phải dễ dàng gì. Vì sao? Vì tỳ kheo Pháp Tạng phải trải qua 5 kiếp tư duy mới phát được cái nguyện này. Mà phải trải qua như vậy triệu tài binh kiếp 5, tu hành như thế nào mới lập được cái đại nguyện này, mới thành tựu được cho ta. Để thành tựu được câu Nam Mô A Di Đà Phật, quả giác hiệu, danh hiệu của Ngài toàn thể đều trao cho chúng ta, chúng sanh trượt ác này, tuy chúng ta thấy dễ dàng đạt được, nhưng phải biết rằng Đức Phật A Di Đà có được quả vị ấy thật sự không dễ chút nào. Phật không dễ chút nào, chúng ta cảm thấy dễ quá, nhưng mà Phật không thấy dễ chút nào. Do vì đấng tự phụ của chúng ta khó tu, khó hành, khó chứng quả, cho nên Ngài phải tu như vậy sao? Triệu tải vĩnh kiếp. Lên ngày nay chúng ta mới được dễ xưng, dễ liệm, dễ vãng sanh. Đấy nhá, Ngài thì sao? Khó tu này, khó hành này, khó chứng này, cho nên mới phải triệu tải vĩnh kiếp. Như các Phật khác thì người ta chỉ ba đại ăn tăng kiếp người ta thành Phật rồi, nhưng mà bây giờ Phật phát cái nguyện lớn quá rồi, phát cái nguyện này không có Phật nào phát được như cái nguyện này. Phật phát cái nguyện này cứu mười phương chúng sanh, cho nên Phật phải như vậy, là muốn để cứu được mười phương chúng sanh thì phải có lực để cứu được mười phương chúng sanh chứ. Mà muốn có lực, đủ lực để cứu được mười phương chúng sanh thì sao? Phải khó hành, khó tu, khó chứng, cho nên chúng ta mới dễ xưng, dễ liệm, dễ vãng sanh. À, mình thấy cái đối với nhau là hay không? Vì vậy mọi người hãy giữ trong lòng tri ân, tâm niệm khó gặp, đem cái danh hiệu này chỉ cho thật tốt, đừng có khởi tâm xem thường. Đấy, chúng ta phải nhớ cái chỗ này. Đấy, chúng ta phải ghi nhớ chỗ này. Mà chúng ta phải như vậy là nếu mà chúng ta hiểu được cái này, hàng ngày chúng ta phải mỗi lần lễ Phật phải sao? Chảy nước mắt để tri ân. Đó, các vị phải thấy rằng như vậy. Trên thì suốt một đời, dưới cho đến 10 câu, một câu rất đơn giản. Hiện tại gặp được pháp môn này rồi thì hiện tại niệm Phật, một ngày niệm 3.000, 1.000, 3.000 tùy theo căn cơ. Như người ăn cơm, tùy bụng mà ăn cho lo. Hay không? Phật từ bi không? Đơn giản không? Cho nên đừng thấy người ta ăn 4 bát, mình ăn theo 4 bát mà đâm tức bụng. Đừng thấy người ta nhìn người ta công phu, cứ tưởng là thế rồi mình cũng công phu theo. Không làm được thế, mà đừng làm, đừng khổ thế. Phật bảo đừng phải khổ thế. Tùy theo căn cơ của mình, ăn 2 bát thì ăn 2 bát, miễn là lo bụng là được rồi. Người ta ăn 5 bát người ta khỏe, người ta ăn 5 bát người ta niệm Phật được ngày, người ta như vậy là người ta tâm người ta tốt rồi. Người ta có phước thì người ta niệm 10 tiếng, 12 tiếng không được, mình không được, mình niệm 15 phút cũng được. Như người ăn cơm tùy bụng mà ăn cho lo, tu hành cũng giống như thế. Tùy căn cơ, tùy hoàn cảnh của chúng ta, không gấp không hoãn nha. Không cần phải gấp gáp cái gì cả. Nên đã như thị rồi thì việc gì phải gấp gáp, đúng không? Chẳng nhiều cũng chẳng ít. Đừng có chấp vào nhiều và chấp vào ít. Đừng có nghĩ gì cả. Đừng có nghĩ là hôm nay tôi niệm nhiều hay là hôm nay tôi niệm ít quá. Nếu còn nghĩ như thế thì không phải như thị rồi. Tuy nhiên phàm phu quen khói lời viết, cho nên tổ phải nhắc cái này, dễ phóng túng nên phải có kỷ cương. Vậy mình dễ phóng túng quá, đúng không? Lời biếng quá mà lại hay than duyên ra ngoài quá, cho nên là nhiều khi như vậy là bị như vậy sao, ngũ dục lục trần nó lôi kéo, cho nên quên luôn cả Phật. Cho nên là mình lập thời khóa là do là mình phải lập cái kỷ cương này. Rồi phàm phu ta vậy mà. À, cho nên cái này các ngài thấy như vậy là từ bi không? Các ngài dạy chúng ta từng ly từng tí một, sợ chúng ta như vậy là sao? Lo lắng quá, thái quá, cho nên chúng ta mất phần. Đơn giản thế thôi, có gì đâu. Như ăn cơm rồi, đói thì ăn, mà ăn cho vừa bụng thôi, ăn đừng có tức bụng. Cố, đừng có cố cái gì cả. Đó, tức bụng là cố, ăn quá là cố, đúng không? Bình thường thôi, tùy theo căn cơ của mình. Niệm Phật không cần hình thức gì cả, đơn giản đi đứng nằm ngồi thế thôi, đơn giản thế thôi, pháp nó như thị thế rồi. Cho nên là các ngài này dẫn dắt cho chúng ta tiếp. Dù là kẻ hành khất lang thang trên vỉa hè, nếu họ có thể niệm được một câu Nam Mô A Di Đà Phật thì mười phương chư Phật đều vỗ tay khen ngợi họ. Đây không phải là việc dễ dàng đâu, là một sự kiện
kinh thiên động địa. Quý vị thấy không? Một kẻ hành khất mà nó niệm được câu Nam Mô A Di Phật gì thì như vậy là làm cho kinh thiên động địa đấy. Một kẻ hành khất niệm được một câu Phật hiệu, mười phương pháp giới đều chấn động. Quý vị thấy không? Nhân đây là nhân duyên chín mồi, hắn mới có thể niệm ra được một câu Phật hiệu. Chúng ta chưa chắc bằng người ta đâu. Người ta tuy rằng như vậy là không biết gì về Phật pháp cả, nhưng người ta khi người ta khởi được cái tâm tư, người ta niệm được một câu đó, làm như vậy là sao? Kinh thiên động địa ấy làm rung động cả như vậy là mười phương thế giới này. Nhưng mà chúng ta chỉ niệm hàng ngày như thế thì chưa chắc là rung động ai đâu, bởi tâm chúng ta không có thật. Đúng không? Nhưng mà một niệm nó phải niệm thật thì mới rung động. Một niệm tịnh tín là thành Phật rồi, một niệm tịnh tín là nhận được rồi, có đúng không? Thành tựu rồi đấy. Có thể hắn vốn mù thịt chẳng hiểu gì, nhưng biết đâu chừng người này đã được Đức Phật A Di Đà dạy rõ. Đấy, chúng ta phải hiểu là giáo hóa trải qua vô lượng thời gian rồi, lay thiện căn thuần thục. Nếu chẳng phải như vậy thì một câu Phật hiệu cũng không thể niệm được. Bây giờ gặp duyên hắn mới thốt lên một câu Phật hiệu, như trong kinh nói, như cá cắn câu, sớm muộn gì cũng được vớt ra khỏi. Đức Phật khéo đưa ra ví dụ này, giống như cá cắn câu, cá luốt vào bụng rồi thì kéo ngay lên là được thôi. Thế nhưng mà chúng ta thì bây giờ đều bị diêm vương thả câu. Cắn câu rồi thì như vậy là thả cho về, trói rồi lôi về diêm vương hỏi tội. Nhưng mà chúng ta cắn câu của Nam Mô A Di Phật, cắn cái câu này thì như là lưỡi của ngài thả môi ba thả môi ra, Nam Mô A Di Phật mình ngậm rồi thì Phật kéo mình lên thôi. Đúng không? À, nó đơn giản như thế. Thế cho nên là Phật mới dụ chúng sanh chúng ta chính là cá, mà cá thì thích thèm mồi lắm. Cho nên là còn nước là tượng trưng cho biển sanh tử, phải qua cái khỏi biển này, phải câu, phải nhớ, phải kéo nó lên khỏi cái biển này, biển khổ này. Cho nên Đức Phật A Di Đà muốn cứu chúng ta, vớt chúng ta lên bờ, ngài thả một lưỡi câu xuống để kéo ta lên. Câu này chính là sáu chữ danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên ngài dùng cái phương tiện để thả câu, sau đó mới chứng nhập Phật trí. Nha, chúng ta phải nhớ rằng, cho nên là ngài dẫn dắt như thế nào, ngài dẫn dắt thì trước hết chúng ta phải nghe ngài để chúng ta đi hằng thuận chúng sanh nhá. Ngài là dẫn dắt là niệm Phật tốt lắm, thế chúng sanh mới hỏi thế tốt làm sao, đảm bảo được bình an, ui được bình an lại sướng rồi đúng không? Thế lại hay quá, thế bây giờ lại niệm Phật tốt lắm thì hỏi tốt làm sao, đảm bảo được phát tài, ui ai có thích phát tài thì niệm Phật đúng không? Thì hay quá, thế bây giờ Phật lại bảo niệm Phật tốt lắm thì người ta lại hỏi thì tốt nữa là được cái gì? Có thể trị được mọi bệnh. Úi giời ơi, con nhiều bệnh lắm, bây giờ con niệm Phật để chữa bệnh, đúng không? Hay quá. Thế còn thế hỏi niệm Phật tốt lắm và tốt làm sao sẽ được băng xanh? Úi giời ơi, băng xanh chết lắm, con sợ, con không dám băng xanh đâu. Đừng xui người ta niệm Phật để băng xanh nhé, khi người ta chưa hiểu câu băng xanh. Cho nên là cái phương pháp này là phương pháp dẫn dụ thôi. Cho nên mình là phải hiểu rồi thì mình nói là nhiều người người ta bảo con ơi, con niệm Phật đi, niệm Phật để được Phật tiếp dẫn được băng xanh đấy. Úi dồi, con trẻ này bây giờ xui con băng xanh con sợ lắm. Cho nên là cái câu này là câu rất là kỵ với người chưa hiểu. Cho nên chúng ta phải dùng phương tiện khéo léo, đừng xui ai là băng xanh nhá, khi người ta không hiểu được pháp này. Băng xanh thì phải bỏ thân mà phải chết. Thì băng xanh người ta nghĩ là chết băng xanh, nhưng mà băng xanh thì sao? Sống và ra đi người ta có hiểu không đâu, đúng không? Chúng ta là người hiểu cho nên chúng ta biết là băng xanh là sống và ra đi, chứ không phải chết mà ra đi. Nhưng mà người đời thì người ta sao? Người ta thấy tò te tí te, người ta chết rõ ràng thì bảo là làm sao sống. Mà chết thì làm sao, con trẻ thì con đang sống hực hực đang muốn thế này mà lại bảo con đáng xanh thì con, tại sao con thì dại như thế mà mẹ xui con dại mà xui con đáng xanh, mẹ diệt cuộc sống của con à? Đây là một cái sai nhá. Cho nên nghe như vậy là người ta lắc đầu, tôi không cần đáng xanh, bây giờ tôi còn sớm, tôi còn mới có mấy chục tuổi này làm sao mà đáng xanh. À, bạn bảo có thể đáng xanh, nói họ không thích đáng xanh, nhưng bạn có thể nói phát tài này, nói như vậy là như vậy được như vậy bình an này, à, nói như vậy được khỏe mạnh này, thì họ rất thích niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên chúng ta xui họ ba cái này thôi. Còn khi mà chúng ta xui họ rồi, như vậy là sao, giảng giải cho họ rồi hiểu được vãng sanh là như thế nào thì hãng xui họ vãng sanh nhá. Vãng sanh tức là về để thành Phật thành Bồ Tát, để quay lại độ cho mọi người, để sống rồi ra đi chứ không phải chết rồi mới ra đi nhá.
Thì như vậy là sao đấy? Đây là phương tiện thôi. Như vậy là sao? Khi người ta niệm Phật như vậy là cá đã cắn câu rồi. Chỉ cần người ta niệm Phật thôi là cá cắn câu rồi. Đây là phương pháp phương tiện. Cắn câu thì chẳng bao lâu sẽ kéo được lên. À, đời này mà chưa vãng sanh thì đời sau người ta sẽ được vãng sanh. Cho nên là chúng ta phải biết rằng là chúng ta niệm được câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, nhất là những người không bao giờ hiểu Phật pháp, mà bây giờ tự nhiên người ta nghe, người ta thích niệm Phật, thì mình phải hiểu rằng đời đời kiếp trước người ta đã tu rồi, đầy đủ chủng tử câu Nam Mô A Di Đà Phật nằm ở trong đầu người ta rồi. Cho nên bây giờ khi có người nói là ông ơi bà ơi niệm Phật đi, niệm như thế nào, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì tự nhiên người ta nghe cái câu Nam Mô A Di Đà Phật, tức là khởi cái duyên cho người ta. Đây là người ta gặp được duyên thì tự nhiên tất cả cái chủng tử trong cái A Lại Gia Thức người ta tràn đầy câu Nam Mô A Di Đà Phật, nó tràn ra. À, cái này con chia sẻ mọi người rất nhiều rồi. Cũng như ngày xưa thì mình nhớ ngày bé mình hát những bài hát ấy rất là nhiều, rất thuộc. Nhưng mà cuộc đời này nó không cho mình suốt ngày hát những bài hát ấy, bởi vì nó do cơm áo gạo tiền, do phải suy nghĩ vấn đề con cái nhà cửa, vấn đề như vậy vân vân, mình quên cái bài hát đi. Nhưng bây giờ tự nhiên có người hát bài hát đấy, cũng như có người nhắc mình niệm Phật, cũng có người hát lại cái bài hát ngày xưa, bây giờ tự nhiên mình nhớ lại thuộc ngay, tự nhiên thích hát cái bài ấy ngay, đúng không? Thì cũng như là gặp cái câu Nam Mô A Di Đà Phật, đấy là những người thiện căn phúc đức, người ta tu trước rồi, người ta bị trượt vì một lý do nào đó, người ta trượt, cho nên bây giờ người ta gặp cái duyên thù thắng, cho nên người ta thích niệm Phật nha các vị nhá. Thì những người này mình đừng coi thường, đây là lão thật niệm Phật đó, ngu si nhưng mà lão thật niệm Phật. Đây là những người 100% vãng sanh, bình sanh ở thành luôn. Cho nên mình phải hiểu chỗ này. Cho nên cứ bảo là ta tu, ta biết pháp môn này bao nhiêu năm rồi, à, thế này nhưng mà không bằng mấy bà già không biết chữ đâu. Quán Kinh nói Đức Phật A Di Đà có 84,000 tướng. Chúng ta nhớ chỗ này nhá. Quán Kinh nói Đức Phật A Di Đà có 84,000 tướng, mỗi tướng có 84,000 hảo, mỗi một hảo có 84,000 tia sáng. Ánh sáng chiếu như vậy để làm gì? Những ánh sáng này lớp lớp phủ kín chúng ta, tầng tầng bảo vệ chúng ta. Vị thấy không? Con đọc lại chỗ này cho các vị thấy nó sướng mức độ như thế nào. Đức Phật A Di Đà có 84,000 tướng, mỗi tướng có 84,000 hảo, mỗi hảo lại có 84,000 tia sáng. Ánh sáng nhiều như vậy để làm gì? Những ánh sáng này lớp lớp phủ kín chúng ta, tầng tầng bao bọc chúng ta, sợ chúng ta lọt vào ta mắc đạo. Đây là nhiếp thủ không bỏ chúng sanh niệm Phật. Hiện tại chúng ta niệm Phật sẽ được tân đây, như vậy là ánh sáng bao vây. Và có 25 vị Bồ Tát bảo hộ cho mình, 10 phương chư Phật thủ hộ bảo hộ mình. Chúng ta xưng niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật, 84,000 tia sáng bên trên, bên dưới, bên trái, bên phải chất thành lớp dày bảo bọc chúng ta, tựa như một tấm lưới phủ xuống. Ánh sáng của 6 chữ danh hiệu bao bọc lấy, không để chúng ta bị lọt ra ngoài, nên nói là nhiếp thủ không bỏ. Được bao bọc, được đưa chúng ta vào bảo hiểm, được vào coi như đóng thùng bảo hiểm ấy rồi. Làm gì còn từ trường nào như vậy tồi tàn vào đây để như vậy phá hoại chúng ta nữa, đúng không? Cho nên những người niệm Phật bao giờ cũng đẹp. Nếu chân thành niệm Phật thì như tướng hảo có đẹp không? Làm gì còn ô nhiễm nữa mà không đẹp, chết cũng không bị ô nhiễm. Cho nên là trong cái lần trước đó có một cái quyển nói về một cái ông ấy niệm Phật ấy, ông vào tủ lạnh rồi nhưng mà da ông vẫn cứ như người sống đẹp như thế mà. Vào tủ lạnh vẫn không chướng của ánh sáng của Phật bảo hộ mà. Rường âm bao nhiêu độ rồi vẫn không phá được cơ mà. Các vị thấy không? Bảo hộ như thế làm sao như vậy là mình như vậy là bị xâm nhập cái tà cái tiếc vào được. Khi lâm chung liền được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Xác là các vị nhớ lại chỗ này nhá. Xác thân còn lưu lại chốn ta bà này làm kỷ niệm thôi. Làm kỷ niệm thôi nhé. Không cần nữa, thần thức chúng ta đã về tịnh độ rồi, hoa lở thấy Phật. Hoa lở thấy Phật. Cúi đầu lễ Phật chốn này, ngẩng lên đã thấy hiển bày Tây Phương. Cho nên chúng ta thế nào? Sống mà ra đi chứ không phải chết mà ra đi. Con nhắc lại cho các vị nhớ nha.
Đức Phật A Di Đà sao có lời nguyện khi sống thì bảo hộ chúng ta, đó tầng tầng lớp lớp bảo vệ chúng ta. Khi lâm chung, khi lâm chung tức là chưa mạng chung nhá, chưa chết, cho nên cái pháp này sống mà ra đi đừng nói chết, nhưng mà ra đi chết ra đi thì hỏng rồi, thì vứt đi rồi. Sống ở lâm chung tức là lúc lâm chung chưa phải lúc mạng chung, mạng chung mới là chết. Còn lâm chung là Phật biết rồi, con chuẩn bị tứ đại phân chia rồi, chuẩn bị đau khổ rồi, ta hiện đến làm cho con không còn điên đảo. Cho nên khi Phật hiện đến rồi thì bắt đầu nhìn thấy Phật quá sướng quá, đảnh lễ, cúi đầu lễ Phật, trốn lại. À ta ba, con thấy Phật đến rồi đó, con mừng quá rồi, cúi đầu lễ Phật như vậy, ngẩng lên đã thấy hiển bày Tây Phương. Thì làm gì có thời gian nào đâu, vừa cúi xuống ngẩng lên mình đã Tây Phương rồi. Thế cho con mong rằng các vị sống mà ra đi, đừng có ai chết ra đi nhá. Rồi hôm nay buổi ta hôm nay như vậy là ta như vậy là học đến đây, hôm nay học đến hết cái phần như vậy là tư tưởng của như vậy là Bồ Tát Long Thọ. Chúng ta thấy Bồ Tát Long Thọ nào dẫn dắt chúng ta nào, có hay không? Thế lần sau chúng ta tiếp tục học đến như vậy là tư tưởng của ngài Tổ Đàm Loan. Khi mà chúng ta biết tất cả tư tưởng của các ngài rồi, chúng ta có yên tâm không, còn lo gì nữa không? Cho nên con mong rằng tất cả chúng ta đều bình an, bình yên, hết tất cả đều được vui vẻ, cuộc đời này không còn gì nữa rồi. Chỉ chờ về với Phật lúc nào về với Phật lúc đấy thôi. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Chiều nay ta sẽ chia sẻ về cái di chúc. Trước chúng ta chưa biết gì, thì chúng ta lấy cái di chúc này làm cái cứu cánh của chúng ta. Rồi, chiều nay con sẽ lấy cái này làm cứu cánh nhá. Nam Mô A Di Đà Phật. Chiều nay các vị cũng trả bài cho con.